Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyện Ma Chú Ba Duy. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với những câu chuyện ma của tất cả các bạn khán giả đã gửi về cho kênh của Duy kể lại cho mọi người nghe. Những bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Duy cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau tiếp tục vào cái câu chuyện thứ hai của bạn Ngọc tại An Giang. Bạn Ngọc đã từng gửi cho chúng ta một cái câu chuyện về vụ án xác chết của cô Tư Lài ở trong cái ruộng mía ngày xưa mà bà nội đã từng kể cho bạn nghe đó mọi người. Đó là một cái câu chuyện rất là lâu rồi. Nó xảy ra ở trong xóm của bà nội ngày xưa lận. Còn cái câu chuyện ngày hôm nay là cái câu chuyện xảy ra trong dòng họ của bạn này luôn. Nói sơ về gia đình hai bên nội ngoại của bạn Ngọc. Bạn kể thì nhà nội với nhà ngoại của bạn ở cùng tỉnh nhưng mà khác huyện. Cho nên muốn đi qua nhà nội với ngoại chơi thì phải chạy xe một tí mới tới. Ngày xưa thì cha của bạn đi làm máy xuốc lúa đó mọi người. Còn mẹ thì đi theo cái máy xuốc lúa để mà bắt chuột. Cho nên là cũng kể từ đó, hai người gặp nhau, quen nhau, lấy nhau và đẻ ra bạn đó. Thời điểm đó khi mà cha với mẹ quyết định quen nhau thì hai bên gia đình cũng cấm cản dữ lắm. Đặc biệt là bên nhà nội của bạn. Tại vì bên nhà nội thì giàu, trong khi bên nhà bà ngoại thì nghèo hơn. Cho nên lúc này mấy bà cô của bạn, mấy cô đó mới không có cho cha của bạn là cưới mẹ. Mấy cô này mới nói là bên vợ mày nghèo quá à, thôi cứ nhỏ khác đi. Nhưng mà do cha thương mẹ quá, cho nên là cũng thôi, bỏ đi về bên nhà vợ sống luôn. Phía bên nhà ngoại của bạn thì bà ngoại có 7 anh chị em. Trong đó thì ngoại là người con thứ ba. Cái năm đó thì ở bên nhà bà ngoại có một cái tiệc đám giỗ. Đám giỗ này là đám giỗ của ông bà cố bạn hay sao thì bạn không có rành. Ngày hôm đó khi mà đi dự cái đám giỗ này cũng có ông hai là anh trai của ông nội và ông sáu là em của ông nội. Hai ông này thì cũng là anh em trong nhà thôi. Nhưng mà khi đi nhậu trong cái đám giỗ này, không biết là nhậu xỉn vô rồi lời qua tiếng lại kiểu gì, hai ông mới cự lộn với nhau. Cự làm thế nào, người nhà không có ai can ngăn được hết trơn. Thì bắt đầu lúc này là quá trời là bực bội với nhau rồi. Ông hai ổng mới chạy về nhà, ổng xách cái cây dao qua, ổng đâm ông sáu sao á, đâm trổ từ phía trước ra phía sau luôn. Lúc này giống như là thủng cái ruột vậy đó mọi người. Đem tới bác sĩ thì mọi người cũng biết mà, thời điểm cũng khá là lâu, tầm khoảng một chục năm về trước thì y tế nó cũng chưa có phát triển gì mấy. Cho nên khi mà đem qua bệnh viện thì người ta cũng chữa trị qua loa thôi. Lúc đó thì người ta mới nói là thôi, cái vết thương này nó sâu quá, ổng cũng mất máu nhiều quá, thôi là trở về nhà đi. Do là cái vết thương đâm thủng bụng nó quá sâu đi, thành ra sau khi bác sĩ người ta trả về lật phía sau lưng của ông Sáu này lên thì mọi người mới thấy cái vết thương của ổng đã bị nhiễm trùng khá là nặng rồi. Không biết ông hai ổng đâm cái kiểu gì mà làm cho ruột của ông Sáu nó đứt lìa ra luôn mọi người. Nó lòi cái khúc ruột của ông Sáu ra luôn á. Cho nên cuối cùng thì ông Sáu không có giữ được cái tánh mạng, ông Sáu đã tử vong. Đồng thời lúc này ông hai cũng bị chính quyền người ta bắt bỏ tù. Quay lại cái thời gian ngắn ngủi, chính là cái đêm trước khi mà ông Sáu ổng mất á, thì trong cái đêm đó mọi người cũng đưa ông Sáu về nằm ở nhà. Lúc đó thì ông Sáu ổng cũng nằm thoi thóp thôi chứ chưa có tắt thở liền. Bạn mới diễn tả thời điểm đó thì trước nhà của ông Sáu cái khu vực xóm này nó có một cái cây dừa và hai cái cây còng ở trước xóm rất là to. Không biết mấy cây này nó mọc từ hồi nào mà giống như là cây cổ thụ vậy đó mọi người. Tối đêm đó thì mọi người cũng thay phiên nhau chăm sóc cho ông Sáu. Tại vì cũng biết là ổng sắp mất rồi, nhưng mà không biết là ổng đi lúc nào thôi. Đêm đó khi mà mọi người ở trong nhà thì cứ nghe cái tiếng ở trên những cái nhánh cây còng giống như là có ai nhảy qua nhảy lại từng cái nhánh cây gì đó mọi người. Mà còn nghe cái tiếng cười khúc khích nữa. Thời điểm đó nói là cái xóm vậy thôi chứ thực sự có 7 cái nhà thôi à, toàn là dòng họ ở chung với nhau thôi. Sao mà mọi người cứ thấy lạ? Tại vì cứ liên tục nghe cái tiếng nhảy sột sạt từ ở trên những cái nhánh cây nhìn ra thì không có thấy ai. Nhưng mà nghe những cái tiếng nói nó vọng từ trên cái nhánh cây còng nó vọng thẳng xuống cái nhà của ông Sáu. Thì ra đây là giọng của một cái người đàn ông.
cái giọng của nó mới nói á. Hôm trước á, cái đứa mà xúi cái thằng kia đâm cái thằng này á, là tao. Tao xúi nó đâm cho cái thằng này chết á. Tụi bay chuẩn bị mua hòm đi, ngày mai á, nó chết đó. Chuẩn bị hòm là vừa rồi. Lúc đó mọi người cũng nhìn ra thì không có thấy ai cả, nhưng mà vẫn nghe cái tiếng nói này á. Nó cứ nói lanh lảnh vậy đó. Mọi người có thể hình dung ra cái khung cảnh này nha. Ở trong nhà thì ông Sáu đang nằm thoi thóp vậy đó, mà phía trên cây còng á, mọi người lại nghe cái tiếng nói đó vọng xuống. Lúc này á, thì ông lớn ở trong gia đình của bạn á, thì cái người này chắc là anh cả hay là anh trai của ông nội gì đó. Lúc này á, thì ông mới bước thẳng ra nhà trước. Ông mới đứng dưới gốc cây còng á, nhìn lên á, thì ông nói trời ơi, ông thấy nguyên một cái người, mà cái người này chỉ có một giò thôi mọi người. Nó cứ nhảy từ cái nhánh cây này, nó nhảy qua nhánh cây kia, nó nhảy thoăn thoắt y chang như là cái con khỉ vậy đó. Ông thấy ớn quá, ông mới lui vô trong nhà. Và qua ngày hôm sau, quả thật là ông Sáu ổng tắt thở thiệt. Bạn nói á, cái lúc mà ông Sáu ổng tắt thở đi cũng khá là nhẹ nhàng, không có la ó hay là đau đớn cái gì nữa cả. Bắt đầu á, thì tới cái vụ mấy bà trong xóm á, đi coi tivi. Thời điểm đó hay có cái vụ mà đi coi tivi trắng đen ngày xưa đó mọi người. Lúc đó thì trong xóm á, nhà ai giàu lắm mới có nổi một cái tivi đen trắng thôi. Còn lại những cái nhà mà bình thường ở trong xóm á, làm cái gì có vô tuyến để mà coi. Cho nên cứ đêm nào á, cũng rủ nhau đi qua cái nhà của người đó, kéo cả dây cả dọc á, qua đó ngồi để mà coi tivi. Bình thường á, thì những đứa con nít hoặc là những người thanh niên ở trong xóm của bạn á, cứ tối tối là người ta lại dắt nhau qua cái nhà của cái người đó để mà xem vô tuyến. Cái nhà của người đó thì cách nhà bà nội tầm khoảng 300 mét thôi. Tuy nhiên hôm đó xui sao á, không có ai đi coi phim hết. Chỉ có mình ên bà Út của bạn á, bà đi coi thôi. Cho nên bà đi mình ên qua bên đó để mà coi tivi. Cái lúc đi á, thì không có sao. Cho tới lúc về á, bà đang đi về trên cái đoạn đường vắng, cũng đi ngang cái cây còng hôm trước đó mọi người. Mà mọi người biết á, cái cây còng là một cái cây dạng giống như là thân gỗ, cổ thụ rồi. Xung quanh cái cây còng á, bạn diễn tả nó cũng có rất là nhiều những cái bụi cây, những cái bụi ô rô hay gì đó. Mà những cái bụi cây này á, nó tùm dữ lắm. Thì bà coi tivi xong á, bà cũng đi về. Đang đi vậy đó, thì bà nghe những cái tiếng phịch 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 giống như là ai bước chân từ phía sau lưng của bà vậy đó. Mới đầu á, thì bà chỉ tưởng đâu là có đứa nào, đứa con nít nào á, nó chạy sau lưng mình không à. Bà đi một hồi á, thì giống như bà thấy cái người này không phải đi nữa, mà cái người phía sau lưng của bà đang nhảy, mà nó cứ nhảy bẹp 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 vậy đó. Bà quay phắt ra sau lưng á, thì bà thấy trời ơi, nó nhảy một cái thật là nhanh, nhảy lên nhánh cây còng luôn. Mà nó chỉ có một giò thôi, nó nhảy nó ngồi ở trển á. Bà khóc la quá trời, bà khóc mà cả xóm ai cũng biết luôn á. Bạn nói bà có chồng rồi đó nha, mà khóc la y chang như một đứa trẻ vậy đó. Cho nên ngay từ cái bữa hôm đó, mấy bữa hôm sau là tởn, không có dám đi qua cái nhà của bà kia để mà coi vô tuyến luôn. Quay lại chuyện nhà của ông Sáu, sau khi mà ông Sáu qua đời á, bà Sáu bà cũng buồn quá, cho nên nó là bà cũng đi bỏ xứ luôn, bà không có còn ở trong căn nhà đó. Cho nên sau khi mà thấy bà Sáu bỏ cái căn nhà này uổng như vậy á, thì cha mẹ của bạn cũng đã hỏi ý kiến bà Sáu, xin để mà chuyển vô cái nhà đó ở. Chắc là tại vì hồi xưa cũng còn trẻ, chưa có cất nhà cửa gì hết á. Nhưng mà kể từ lúc ở lại nhà của ông Sáu, cả nhà bạn ở trong đó thì bình thường, không có thấy gì hết. Nhưng mà cứ hễ mỗi lần cha mẹ của bạn dẫn mấy ông bạn về ngủ chung á, thì mấy ông đó tởn, qua hôm sau là giọt đi liền luôn. Tại vì ai cũng nói, cứ mỗi đêm ngủ trong cái nhà này là đều bị đè. Mà thấy đúng một cái người đàn ông nha, cái ông này không biết làm sao á, mà ruột gan của ổng nó cứ lòi lòng thòng ra gì đó. Mỗi đêm mà ngủ nhờ trong cái nhà này á, là bị ổng trèo lên người ổng đè, mà nguyên cái chùm ruột của ổng nó lòi ra, thấy ớn muốn chết luôn vậy đó. Tuy nhiên cả nhà bạn ở thì không thấy gì cả. Kể từ sau cái lần đó, cái chuyện về cái con quỷ cục giò cũng như là vong hồn của ông Sáu bị lòi ruột á, như thế nào nữa thì bạn cũng không có còn nghe mẹ bạn kể nữa. Do đó cho tới bẵng một cái thời gian sau này luôn á, bạn cũng chả có thấy gì khi bạn ở trong cái ngôi nhà đó. Còn hiện tại thì bạn còn ở trong cái nhà của ông Sáu nữa hay không á, bạn không có đề cập tới. Chứ hồi đó mỗi khi mà người lạ vô cái nhà này ngủ á nha, ai cũng đều bị ổng đuổi hết trơn á, ổng không có cho người lạ vô đó ngủ. Ở trong xóm của bạn á, ngoài cái vong hồn của ông Sáu này ra, cũng còn những cái con quỷ cục giò, nó ở trên hai cái cây dừa cũng như là cái cây còng cổ thụ phía trước nhà của ông Sáu á. Tại vì bạn kể á, hồi lúc bạn 16 tuổi á, lúc này á, thì cái người bạn trai của bạn từ Sài Gòn về nhà để mà chơi.
Thời điểm đó thì ở trước nhà vẫn còn hai cái cây dừa với lại cái cây còng nha. Tối đêm đó thì cái anh này á, ảnh có đi cùng với một cái thằng em của bạn. Hai anh em mới lội ra ngoài xóm á, vô nhà của một cái chị trong xóm để mà qua đó chơi net, là chơi máy vi tính đó. Lúc mà đi á, thì không có sao. Nhưng mà tới khi về á, cái anh này ảnh về một mình á, thì ảnh thấy ở trên đường có một cái cô gái. Mà cái cô gái này á, mặc nguyên cái bộ đầm màu đỏ luôn nha. Nhưng mà cái anh này ảnh cũng gan. Thấy cô gái này á, thì ảnh chắc là nghĩ đâu đây là cái người con gái bình thường thôi. Một hồi cái người này đang đi bình thường vậy đó, đi phục ra trước mặt của anh thanh niên này luôn. Đi một hồi thì tự nhiên cái người con gái đó bay thẳng lên trên cái đọt cây còng luôn mọi người. Tuy nhiên sau khi mà thấy cái người con gái áo đỏ này bay lên trên đó rồi nha, nhưng mà cái anh người yêu của bạn cũng thờ ơ, tỏ ra là không có sợ sệt gì cả, vẫn đi thẳng về nhà luôn. Về xong thì mới kể lại cho mọi người là như vậy. Tuy nhiên những người trong xóm không có ai thấy cả. Đó là câu chuyện về cái người bạn trai năm bạn 16 tuổi nha. Cho tới năm bạn 18 tuổi á, bạn lại quen thêm một cái anh này nữa. Lúc đó hai đứa đang đi làm ở Vĩnh Long á. Đang đi làm á, thì bạn nhận được tin đó là bà ngoại của bạn sắp mất. Cho nên lúc này á, thì hai đứa cũng thu xếp cùng nhau đi về nhà để mà gặp mặt bà ngoại lần cuối. Hôm đó thì hai đứa về tới nhà cũng đã gần 1 giờ sáng rồi. Về nhà thì bạn cho anh người yêu á, qua cái phòng của bạn ngủ. Còn bạn thì qua bên phòng của mẹ, hai mẹ con ngủ chung. Cái đêm đó mọi người ngủ thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà cho tới sáng hôm sau thì tự nhiên cái anh người yêu của bạn mới ra hỏi với mọi người vậy nè. Anh mới hỏi là bác, có phải trong nhà của mình có một cái người phụ nữ chết trẻ, đi xe lăn, tóc ngắn mà chết đuối ở dưới cái mương nước sau nhà không bác? Trời ơi, tự nhiên ngủ một đêm cái hỏi vậy đó. Cho nên lúc này cha mẹ của bạn cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác luôn. Không biết tại sao ảnh là một cái người lạ, mới vừa tới nhà bạn lần đầu thôi, thì tại sao ảnh lại biết được một cái câu chuyện của gia đình như vậy, mà gia đình ngày xưa tới giờ đâu có kể cho người lạ nghe đâu. Thành ra sau khi mà nghe ảnh hỏi cái câu hỏi đúng như vậy thì mẹ của bạn mới trả lời là ừ, đúng rồi đó con. Nhưng mà cái người này là một cái người dì của bạn gái con. Mà cái người dì này cũng là dòng họ xa thôi, chứ không phải ruột rà gì thân thích cho lắm. Đó thì cho nên lúc này cái anh người yêu của bạn ảnh mới kể lại như vậy. Ảnh mới nói do là tối hôm qua hai đứa con về khuya, mệt quá, cho nên khi mà con tới phòng là con ngã lưng xuống con ngủ luôn. Đang nằm ngủ thì con mới thấy có một cái người con gái tầm khoảng mười mấy tuổi, còn nhỏ dữ lắm. Mà cái người này tóc ngắn nha, giật con dậy gì nè, kêu là đòi dẫn con đi chơi. Sau khi mà cô gái này lay anh dậy thì trong cái viết của anh mới biết cái cô gái này muốn dẫn anh đi để mà chỉ cho anh biết tường tận lý do tại sao ngày xưa cô này chết. Ngay lúc đó cổ đã dẫn anh đi tới trước nhà của dì Bảy bạn. Mà bạn nói ở bên hông nhà của dì Bảy hồi đó có một cái mương. Cái mương nước này nó cũng không có được sâu cho lắm đâu. Người bình thường mình đi nó chỉ tới cái hông của mình thôi à, chứ không phải là sâu gì mấy. Nhưng mà do cái năm đó cổ nói cổ còn quá nhỏ đi, thêm là cổ đi xe lăn nữa, cổ đi ra tới ngoài đó thì bất ngờ cổ bị lọt xuống cái mương đó. Do là cổ bị tật nguyền cho nên là cổ không có ngoi lên mặt nước kịp. Tới lúc mà cổ đuối rồi, cổ không còn chống cự được nữa đó, thì bắt đầu cổ chìm xuống dưới nước. Trong cái giấc mơ cổ còn nói, ngay cái lúc mà cổ đã đuối rồi, cổ không còn ngoi lên được nữa, thì có cái ông Năm ở trong xóm vô tình ổng đi ngang. Ổng thấy cô là ngụp lặn dưới cái mương nè, ổng cũng kéo lên. Lúc này cô đã ngừng thở rồi, nhưng mà cái tim nó vẫn còn đập, nó đập nhẹ và người vẫn còn ấm, cho nên đã sống rồi. Cho nên lúc này có nghĩa cô vẫn còn đang sống chứ chưa có hoàn toàn chết. Cổ mới nói giá như thời điểm đó nếu như mà đưa cổ đi trạm xá kịp thời hoặc là biết cách sơ cứu cho cổ thì chắc là cổ không có chết đâu. Tại vì ông Năm này ổng gớm, ổng không có hút cái nước này ra khỏi miệng của cô mà ổng lại đi thổi hơi ngược vào trong. Ổng hít hơi ngoài á, ổng cứ thổi thẳng vào trong không à. Cho nên những cái nước này nó bị thấm sâu vào trong phổi của cô. Đó chính là một trong những cái nguyên nhân khiến cô chết đó. Nói chung thì cổ hiện ra trong giấc mơ ý của cổ chỉ muốn thông báo cho anh biết là trong nhà này có sự hiện diện của cổ và cái lý do chết của cổ là như vậy đó. Cổ còn nói thêm tao thương con heo lắm cho nên là mày ráng mày chăm sóc cho nó nghe. Mới vừa nói xong thì cổ biến mất tiêu luôn.
Cho nên qua sáng hôm sau á, anh người yêu của bạn ảnh mới hỏi tường tận cha mẹ của bạn vậy đó. Bạn mới nói một cái thằng ớt ơ 18 năm trời tự nhiên về đây á, lại biết một cái chuyện của gia đình của mình như vậy á, thì chắc chắn không phải là một cái chuyện ngẫu nhiên rồi. Tuy nhiên á, thì bạn chỉ quen anh này được vài tháng sau đó thôi. Sau đó thì hai đứa cũng chia tay. Cho tới cái năm 20 tuổi á, thì bạn cũng đã lấy chồng và hai người cũng hạnh phúc cho tới bây giờ. Bạn nói từ cái lúc mà bạn lấy chồng cho tới khi bạn mang bầu á, thì không có gì hết. Nhưng mà tới cái khi á, mà bạn đã sanh cái đứa con ra rồi á, lúc này á, thì chồng của bạn có lên nhà của bạn để mà thăm. Chắc là do bạn về nhà mẹ của bạn hay sao đó. Tối đêm đó thì hai vợ chồng có nằm ngủ chung với nhau ở trong phòng á. Thì cái anh chồng của bạn ảnh mới thấy. Tại vì đang ngủ, ảnh thấy giống như là có một cái mặt của người phụ nữ á. Người ta cứ áp sát vào cái giường của anh vậy nè. Anh nhìn kỹ á, thì cái người này càng ngày tiến gần lại á, mà đưa cái mặt kế bên cái mùng của anh vậy nè. Nhìn cái mặt rất là rõ luôn. Mà cái mặt này khá là bự nha. Ảnh cũng mở mắt ra ảnh nhìn. Tầm khoảng 15 giây sau á, thì ảnh mới thấy cái người này từ từ lui ra phía sau, khuất ở sau cái tủ lạnh á, rồi mất tiêu luôn. Cho tới sáng hôm sau á, thì chồng của bạn á, cũng kể cho mẹ của bạn nghe. Thì mẹ mới nói á, là con chắc là do bà ngoại bà về á, rồi bà muốn nhìn mặt cháu rể vậy thôi, chứ không phải ai lạ đâu. Tại vì một cái nguyên nhân á, do anh chồng của bạn là đạo Thiên Chúa, cho nên khi mà ảnh về nhà của bạn chơi á, ảnh sẽ không có thắp nhang cho bà ngoại, mà ảnh chỉ xá xá thôi à, chứ ảnh không có thắp nhang. Cho nên á, chắc là ý của bà ngoại muốn là qua bên đó để mà thắp cho bà ngoại một nén nhang đi, dù mình có là đạo gì nhưng mà cũng thắp cho ngoại một cái nén nhang. Và cũng kể từ cái lần gặp đó, cả nhà của bạn không còn ai thấy cái hiện tượng gì nữa cả. Câu chuyện tiếp theo đây là một câu chuyện về trò chơi trốn tìm của một nhóm bạn học sinh tại Sóc Trăng. Câu chuyện này Duy được kể lại từ một bạn đang học lớp 12 tại một trường cấp 3 ở Sóc Trăng. Bạn nói thì đây là những cái trải nghiệm mà chính bản thân của bạn đã từng trải qua đó mọi người. Cái trường của bạn á, nó là một cái ngôi trường gồm hai khối học chung với nhau là cấp 2 và cấp 3 tại một cái huyện ở Sóc Trăng. Chuyện á, thì nó cũng không có gì. Cho tới năm 2020 á, thì trường của bạn người ta mới tách ra, người ta tách riêng khối cấp 3 và khối cấp 2. Tại vì lúc đó người ta đã xây dựng một cái ngôi trường cấp 3 riêng biệt, cách cái ngôi trường cũ này khoảng 3 cây số. Cho tới năm 2021 á, thì cái ngôi trường mới nó đã hoàn thành. Tuy nhiên xui một cái ngôi trường mới này vừa hoàn thành á, thì nó lại dính dịch mọi người. Cho nên nhà nước người ta đã trưng dụng cái ngôi trường mới này làm cái khu á, là khu cách ly. Thành ra các bạn này vẫn phải học tại cái ngôi trường cũ đó cho tới tận bây giờ luôn. Cho tới khoảng tháng 9 năm 2021 á, thì cái ngôi trường mới này của bạn mới được trả lại. Tuy nhiên lúc đó cũng chưa có ai sử dụng hết trơn á mọi người. Tới tầm đâu khoảng tháng 3 năm 2022 á, thì các lớp bắt đầu di chuyển vô cái trường mới để mà học. Tuy nhiên chỉ là những cái lớp người ta học thể dục mà chỉ học vào buổi chiều thôi nha. Còn những cái môn chính á, thì các bạn này vẫn phải học tại cái ngôi trường cũ. Diễn tả sơ về cái ngôi trường cấp 3 mới xây của bạn á, thì bạn nói cái ngôi trường này á, nó rộng dữ lắm. Nó có tới 3 khu luôn, khu A, khu B, khu C. Mà mỗi khu á nha, nó có tới 3 tầng lầu luôn. Mỗi một cái tầng á, cái dãy hành lang của nó rất là dài. Cuối dãy hành lang á, có những cái nhà vệ sinh khá là rộng. Tuy nhiên kể từ cái ngày mà nhà nước người ta trả lại, người ta không còn làm khu cách ly nữa. Nhưng mà cái thời điểm đó cũng đâu có học sinh nào vô đó học đâu. Cho nên tới bây giờ cái trường nó bắt đầu hoang phế mọi người. Mặc dù mới xây thôi, nhưng mà do đâu có dấu chân của con người đâu, thành ra nó tồi tàn, nó xuống cấp dữ lắm. Bạn nói nha, mạng nhện nó văng đầy hết trên tường nhà hết trơn luôn. Còn những cái vách tường á, nó bắt đầu đóng rêu đóng rong mọi người. Những cái vật dụng ở trong những cái lớp học này á, mặc dù người ta chưa có chuyển đi, nhưng mà nó đóng bụi bặm hết trơn rồi, nhìn nó cổ dữ lắm. Còn những cái lớp gạch ở dưới á, bắt đầu nó bong tróc lên, nhìn nó hoang phế ghê lắm. Bữa chiều hôm đó, ở trong cái trường này á, chỉ có lớp của bạn cùng với một cái lớp 11 khác, nó học buổi chiều, chắc là học thể dục á, học trong cái ngôi trường này nè. Tuy nhiên á, thì chắc là do trống tiết hay sao á, trống tiết 4, tiết 5, mà cái thời gian học từ tiết 4, tiết 5 á, là khoảng 3 giờ 45 cho tới khoảng 5 giờ 10. Sau khi mà học được khoảng một lúc á, thì cả nhóm mới bắt đầu là rủ nhau lên tầng 2 để mà hóng gió.
Mặc dù giáo viên không cho tụi này lên trên lầu, tại vì trên đó đâu có phòng nào học đâu. Tự nhiên chín đứa lên trên lầu 2 đứng hóng gió một hồi thì cũng chán, cho nên tụi nó mới nghĩ là thôi bây giờ chơi trốn tìm đi. Tại vì cái dãy hành lang này nó cũng vắng, cho nên nó là trốn nó cũng dễ, bắt nó không có ra. Đó thì cho nên tụi này mới là chơi trốn tìm với nhau. Cái cây cột để mà đứng tìm nó nằm ở trên lầu 2. Tụi này thì cũng chơi vài vòng rồi, chơi một hồi thì cũng đã tới 5:10, hết tiết 5 rồi. Cho nên tụi này mới quyết định là chơi một cái ván cuối nữa đi rồi về. Mọi người nhớ nha, cái cây cột để mà đứng tìm là ở tầng 2. Lúc đó thì 7 đứa đi trốn, 2 thằng ở dưới tầng 2 nó mới bắt đầu đi tìm. Bạn cùng với một cái con nhỏ nữa không biết nghĩ sao chạy thẳng lên tầng 3, vào một cái lớp học trống, vô đó rồi khép cánh cửa lại, trốn ở trong đó. Sau một hồi trốn thì bạn mới thấy có cái thằng bạn của mình, nó đang đi phía trước cửa, nó đi tìm hai đứa này. Cho nên hai đứa này cũng sợ là sẽ bị phát hiện, thành ra là tụi nó mới đợi cái thằng bạn nó đi hút đi, rồi hai đứa này mới bắt đầu là tóc cửa chạy ra chỗ khác để mà tìm. Lúc này thì hai đứa đứng ở trong, nhìn ra ngoài thì thấy thằng bạn của mình nó đi tìm chỗ khác rồi, cho nên nó định là chạy ra ngoài rồi đi thẳng xuống tầng 2. Khi mà hai đứa mới vừa mở cửa đi ra thôi thì thấy thằng bạn của mình nó phát hiện rồi, cho nên hai đứa đã vội chạy thẳng xuống dưới cái nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang của cái tầng 3 này để mà tiếp tục trốn nữa. Bạn thì bạn trốn trong cái căn phòng vệ sinh thứ nhất, còn cái con nhỏ bạn nó qua cái phòng thứ hai nó trốn. Thật sự mà nói nha, lúc này chắc là tại do quán tính với lại do đang trong cái cuộc chơi trốn tìm, thành ra bắt buộc bạn là phải chạy vô trong đó để mà trốn thôi. Tại vì bạn nói cái nhà vệ sinh này nó rất là ghê. Nguyên một khoảng thời gian dài sau khi mà xây dựng, đâu có học sinh nào vô đó học đâu, thành ra nó xuống cấp rất là dữ rồi. Khi mà vừa bước vô đó ngồi xuống để mà trốn, bạn thấy ớn lạnh dữ lắm. Mà bạn nói nha, cái trần nhà nó dơ, cái sàn nhà nó cũng dơ luôn. Đặc biệt cái gương để mà coi, không biết tại sao mà nó đã nứt ngang nứt dọc, nhìn ớn muốn chết vậy đó. Mà một cái điều ghê hơn nữa đó, trong cái lúc bạn đang trốn trong cái căn phòng vệ sinh đó, bạn có đứng bạn rửa tay. Khi bạn xả cái vòi nước ra thì bạn thấy nước sao mà nó vàng khè, nó vàng giống như là nước phèn ở dưới mương mà mình múc lên vậy đó mọi người. Nhưng bạn cũng nghĩ đơn giản đâu là lâu ngày không có ai xài, rồi chắc cái đường ống nó bị rỉ sét cho nên nó vàng như vậy thôi, cũng không nghĩ gì nhiều. Cái nhiệm vụ của mình là trốn đây nè. Trốn ở trong đó được một hồi thì cái thằng bạn kia nó đi tìm, nó cũng tìm tới cái cửa nhà vệ sinh này. Thì lúc đó nó phát hiện rồi, bạn thì đang trốn, cho nên bạn mới giật mình đi. Thành ra bạn la làng lên, bạn cười hô hố lên vậy đó. Bạn cười mà vang khắp cả cái dãy hành lang luôn. Ngay cả lúc cái thằng bạn nó dẫn bạn đi xuống tầng 2, bạn cũng cười hô hố vậy đó. Lúc đó sau khi mà bạn bị bắt ra rồi thì cái con nhỏ bạn kia nó vẫn còn ở bên bển nha. Một lúc sau nó mới ra. Chơi một hồi thì cũng đã trễ rồi, lúc này bắt đầu là gộn đồ đem đi về. Nói chung là sau khi chơi xong cũng vui, tại vì cả một buổi chiều toàn là chơi với nhau không à. Tuy nhiên cũng khá là mệt trong người nha, tại vì lúc đó chạy quá trời nhiều mà. Cứ tưởng đâu là mọi chuyện nó xảy ra trong lúc trốn ở trong cái nhà vệ sinh đúng không? Nhưng mà không phải, những cái chuyện nó xảy ra sau khi bạn này đã về tới nhà của mình. Tối đêm đó, khi mà về tới phòng thì bạn cũng tắm rửa, ăn cơm ăn nước xong thì nằm bấm điện thoại. Bấm đâu cho tới khoảng 11:50 phút khuya, bạn bắt đầu tắt điện thoại, nằm xuống ngủ. Đang ngủ được tầm một hồi, bạn tự nhiên giật mình rồi mở mắt ra, thấy nguyên một cái bóng đen đứng trước cái giường của mình luôn mọi người. Lúc này bạn cũng sợ nha, bạn la quá trời luôn nhưng mà không biết là có ai trong nhà nghe hay không. Tuy nhiên lúc này bạn nghĩ chắc không có ai nghe đâu, tại vì bạn la lớn dữ lắm. Trong khi bạn la đó, thì bạn có nghe cái người này cất cái giọng lên. Người này mới nói: làm cái gì mà chơi mày la làng dữ vậy hả? Bạn nói lúc này cơ thể của bạn thật sự là nó cứng đờ luôn, nó không cử động được luôn. La làng thì cũng chả có ai nghe cả. Mà bạn nói bạn có cái cảm giác rất là thật, có nghĩa là bạn thấy cái người này nè cầm cái tay của bạn, khiến bạn là phải bật ngồi dậy luôn mà. Bạn mới sợ quá, bạn chỉ biết là niệm Phật ở trong miệng thôi đó. Bắt đầu một lúc sau bạn mới từ từ cảm nhận cái cơ thể của mình nó dịu lại nha, nó nhẹ ra. Thì bạn mới thấy nha, cả người của mình mồ hôi nó đổ ra ướt sũng, y chang như là mới đi tắm mà chưa có lau mình vậy đó mọi người. Sợ quá trời sợ rồi, cho nên chỉ biết nằm bật nhạc lên nghe rồi ngủ tới sáng thôi. Lúc đó mở điện thoại ra là 12:05.
Sáng hôm sau vô lớp học á, bạn cũng kể cái câu chuyện tối đêm qua cho mấy đứa trong lớp nghe, đặc biệt là những cái đứa chơi bắt chốn với bạn ngày hôm qua đó. Tụi nó mới nói á, chắc là mày chơi mày la làng quá, người ta về người ta quở mày đó. Nhưng mà lúc này nha, cái con bạn mà cái đứa ngày hôm qua trốn chung với bạn ở bên cái nhà vệ sinh á, nó cũng nói sao mà hôm qua 2 giờ khuya tao cũng thấy cái bóng đen. Mà cái bóng này nó cũng nói cho tao nghe luôn nha, người ta nói là trốn ở trong đó đừng có đi ra nha. Nói như vậy thì bạn nghe bạn cũng rén rồi. Cho tới tối đêm đó thì trước khi ngủ bạn cũng rất là sợ. Tuy nhiên bạn cứ nghĩ đâu là thôi, nhiều nhất là cái đêm qua bị nhát rồi thôi, chứ đêm nay không có còn nữa đâu. 12 giờ bạn cũng đi ngủ. Đang ngủ thì bạn cũng thấy cơ thể của mình nó nặng dữ lắm, y chang như ai đè lên người của mình vậy đó. Lúc đó bạn vẫn còn ý thức nha, bạn vẫn nghe văng vẳng bên tai giống như là ai đang la, đang chửi mình vậy đó. Chửi như thế nào bạn không thể nào nghe rõ được cái câu chửi đó, nhưng bạn biết chắc chắn người ta đang quát thẳng vô cái lỗ tai của bạn luôn. Tuy nhiên khi mà lắng nghe kỹ thì có vẻ như cái giọng này không phải người ta nói tiếng Việt, người ta nói tiếng gì á. Bạn vẫn cứ niệm Phật một hồi thì bạn cũng choàng tỉnh dậy, cái người nó cũng nhẹ hơn nha. Lúc đó thì lấy hết can đảm ôm mền gói đi qua bên phòng của mẹ, nằm kế mẹ ngủ cho đỡ sợ. Tuy nhiên nằm một hồi á, bạn lại thấy cái bóng đen đó đứng ở dưới chân giường của mình nữa. Mà bạn thấy á, cái người này cứ đứng thù lù ra đó, không có làm gì hết nha, chỉ đứng yên chỗ đó thôi. Bạn mới sợ quá, bạn mới đánh thức mẹ dậy là nói thôi, mẹ ngủ ở ngoài đi, con vô trong bách con nằm cho. Cứ tưởng đâu á là chuyển chỗ với mẹ, vô trong vách nằm là sẽ được an toàn, đỡ sợ hơn. Nhưng mà một lúc sau, bạn vẫn còn thấy cái người này đứng sừng sững ở dưới cái chân giường của bạn, đứng sát bên cái niệm của bạn luôn. Bạn mới sợ quá đi, bạn quay qua bạn ôm mẹ của bạn. Thì bất ngờ bạn mới thấy nha, mẹ của bạn bật ngồi dậy. Mà tự nhiên mẹ của bạn cất lên bằng một cái giọng rất là lạ. Mẹ bạn mới nói: "Bộ mày tưởng tao là mẹ của mày hả?" Trời ơi, bạn nói lúc này là bạn đơ người luôn á. Bạn không còn biết trong cái trường hợp này nó là như thế nào nữa. Cái câu nói này á, nó khiến bạn giống như là chết đứng luôn rồi. Lúc đó thì cơ thể của bạn nó co giật lên từng cơn vậy nè. Tự nhiên bạn choàng tỉnh dậy thì bạn mới thấy mẹ bạn lay bạn dậy. Mẹ mới hỏi là: "Ủa sao vậy con? Con bị cái gì vậy? Kỳ vậy?" Thì bạn mới thấy hồi nãy giờ chỉ là ác mộng thôi. Tại vì bạn vẫn còn đang nằm phía ngoài, mẹ của bạn đang nằm ở trong vách á. Rồi, đó thì cho nên mặc dù nằm kế mẹ nhưng mà đâu có dám ngủ nữa đâu, thức tới sáng luôn. Tự nhiên nhớ lại hồi nãy giờ chỉ là ác mộng thôi, bạn mới thấy mình đã chui vô vách nằm rồi, bây giờ lại nằm ở ngoài là sao? Sáng hôm sau, hai mẹ con cũng đi tới một cái ngôi chùa. Vô tới đây á, thì sư thầy coi đã biết bạn bị người ta theo phá rồi. Nhưng mà tại bạn phá người ta trước, người ta mới phá bạn sau. Thầy mới nói do là bạn đi vô cái chỗ có người âm, vô đó rồi la làng, phá rối cái trật tự của người ta, người ta mới quậy như vậy đó. Nói chung thì sau khi xem xong, thầy cũng cho bạn một cái lá bùa nha. Bạn cũng mang cái lá bùa này theo bên mình luôn. Sau khi mà thầy cho cái lá bùa, thầy cũng chỉ bạn cách để mà cúng kiến, để mà cho người ta đừng có quấy phá nữa. Cũng may mắn là hiện tại bạn cũng không có còn phải học thể dục bên cái ngôi trường đó nữa mọi người. Tuy nhiên về cái lá bùa này, bạn không dám động tới và bạn cũng không dám lấy cái lá bùa này ra xem luôn. Cho nên sau khi mà kể lại câu chuyện này, bạn mới nói chắc là từ đây về sau, đi những cái chỗ nào cũng vậy, em cũng phải là thùy miệng nết na hơn, chứ không phải lúc nào cũng bài hải cái miệng vậy là tốt. Chắc là do quấy phá người ta đó, người ta mới quậy như vậy. Và quả thật là như vậy. Duy cũng thấy cái câu chuyện của bạn rất là ý nghĩa đó mọi người. Đi tới chỗ nào cũng như vậy cả, chúng ta cũng nên giữ ý tứ một chút. Không phải là người sống không đâu, thậm chí là người âm, người ta cũng không có thích bị quấy phá đâu mọi người. Mình làm ồn á, người ta cũng quạo lắm chứ, đúng không? Cho nên thì bạn cũng hy vọng ý nghĩa của câu chuyện bạn mang lại sẽ lan tỏa tới cho mọi người. Còn bây giờ thì câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi nha mọi người. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh này giúp Duy nha. Còn các bạn thấy câu chuyện này như thế nào, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Chúng mình cùng chờ đợi những cái tập truyện tiếp theo nha mọi người. Bye bye mọi người.